Những kỹ năng tuyệt vời giúp bạn đối phó yêu dâu xanh Càng ngày, yêu dâu xanh càng xuất hiện càng nhiều. Chúng có thể núp hoàn hảo dưới các vỏ bọc là sếp, là đồng nghiệp, giám đốc. Bình thường, chúng rất đàng hoàng, đạo mạo, nhưng khi có cơ hội là ra tay ăn mồi ngay. Để đề phòng khả năng là con mồi cho yêu dâu xanh, chị em cần trang bị một số kỹ năng một đại gia nổi tiếng bị một thiếu nữ là nhân viên tối hiếp dâm, kèm theo bằng chứng là áo và quần còn dính máu và tinh trùng của ông ta, gây xôn xao dư luận. Trong khi ông này nói là được cô gái cho nên quan hệ. Theo đơn trình báo gửi cơ quan chức năng, vào tối ngày 1 tháng 11, cô Y cùng bạn đi ăn tối với ông chủ cùng một người bạn. Sau đó ông ta chở bạn của Y về và chở cô đi lòng vòng, rồi đưa cô tới khu biệt thự của mình. Khi đang tham quan ở tầng 2, ông ta đã khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm đối với thiếu nữ Y. Hai bên rằng co nhau khoảng 30 phút, đến nỗi chân tay của Y chay xước và có nhiều vết bầm tím. Đặc biệt, Y cho rằng, trong quá trình làm việc, ông chủ của mình chưa bao giờ sàm sỡ hay có ý định gì xấu với cô. Trái lại, ông ta rất đàng hoàng, lịch sự. Vì thế, Y nghĩ rằng ông chủ của mình không phải loại người máu dê nên tin tưởng đã lên xe đi ăn uống và về nhà riêng của ông ta chơi. Nhưng không ngờ sự việc lại xảy ra như thế. Trước đây, một phụ nữ gặp phải yêu dâu xanh là một cán bộ, nhưng người bị hại đã nhanh trí thoát được và tố cáo đến cơ quan công an. Theo tố cáo của chị Xuân Mai, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 18 tháng 12 năm 2012, Trương Tấn Tài, 26 tuổi, cán bộ tư pháp xã Hưng Điền B, huyện tân hưng tỉnh long an gọi điện thoại đến quán giải khát của chị kêu mang đến phòng làm việc hai ly rau má khi đến trước cửa phòng tài chị mai kêu tài ra mở cửa nhưng quay lại chỗ ngồi của mình chị mai phải mang ly nước vào bàn của tài và nhìn thấy rõ trên màn hình không biết đó là máy tính hay tv đang chiếu phim tươi mát chị mai đặt ly nước trên bàn và quay trở ra nhưng lúc này tài đã chặn ngay cửa và lấy tiền trả sau đó cài chốt lại. Tài ôm chị Mai vật ngã xuống nền gạch. Do bị phản ứng quyết liệt nên Tài tiếp tục kéo chị về phía gần bàn làm việc và tiếp tục đè lên người nạn nhân. Vùng vẫy thoát được, chị Mai lấy điện thoại gọi cho chồng nhưng sơ ý để loa nên Tài nghe được và giật điện thoại của chị. Nhân lúc Tài loay hoay với chiếc điện thoại, chị Mai mở cửa chạy thẳng đến công an xã tố cáo. Càng ngày yêu dâu xanh càng xuất hiện càng nhiều chúng có thể núp hoàn hảo dưới các vỏ bọc là sếp là đồng nghiệp giám đốc bình thường chúng rất đàng hoàng đạo mạo nhưng khi có cơ hội là ra tay ăn mồi ngay để đề phòng khả năng là con mồi cho yêu dâu xanh chị em cần trang bị một số kỹ năng